Mới đây, trang Lexology của Anh đã có bài viết phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam nếu Trung Quốc được chấp thuận gia nhập Hiệp định CPTPP. Theo Lexology, trong quá trình toàn cầu hóa đã có một số hiệp ước đa phương ra đời, trong đó có RCEP và CPTPP. Điều này mang lại nhiều thuận lợi và không ít rủi ro cho các bên ký kết, đó cũng là điều tất yếu đối với Việt Nam. Việc Trung Quốc quyết định tham gia CPTPP ngay sau khi gia nhập RCEP có thể được hiểu là một nỗ lực nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là sau khi ông Biden được bầu làm Tổng thống mới thứ 46 của Mỹ. Phải chăng Trung Quốc đang muốn tận dụng thế mạnh để thoát khỏi tình trạng trì trệ, thậm chí vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng kinh tế thế giới, bên cạnh lợi ích từ việc xoa dịu căng thẳng trong quan hệ với Mỹ? Tham gia CPTPP, theo ông Wang Hongzhao, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, cung cấp cho các doanh nghiệp Trung Quốc một số lựa chọn để tồn tại và phát triển trên thị trường quốc tế. Ở góc độ kinh tế, theo đánh giá của Reuters, Trung Quốc là một quốc gia vượt qua đại dịch COVID-19 thành công nhất trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tham gia CPTPP là một cách tiếp cận khả thi và thiết thực để quốc gia này vượt qua Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu. Còn vấn đề bất lợi nhất phải kể đến chính là rào cản chính của Trung Quốc để gia nhập CPTPP lại nhận được sự chấp thuận của 11 thành viên hiện tại. Vì vậy, để được gia nhập, Trung Quốc phải không nhận được sự phản đối của bất kỳ thành viên nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Trung Quốc hiện đang vướng vào một số tranh chấp thương mại và lãnh thổ với một số thành viên của CPTPP. Là thành viên tích cực của cả RCEP và CPTPP, đồng thời là quốc gia láng giềng với Trung Quốc, Việt Nam chịu những tác động nhất định trong trường hợp Trung Quốc tham gia CPTPP. Về thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN trong 4 năm và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Trung Quốc trên toàn cầu kể từ giữa năm 2020. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2004. Một ví dụ gần đây về tác động của Trung Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam là giá cả và số lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá thép đã tăng 40% trong quý 1 năm 2021, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và hoảng hốt. Điều này được cho là do khu vực này hoàn toàn phụ thuộc vào giá thép, đặc biệt là từ Trung Quốc. Cụ thể, nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 70%, khoảng 2,63 triệu tấn do giá nguyên liệu đầu vào tăng nên các công trình xây dựng đang và sắp hoàn thành đã tăng so với giá đấu thầu. Chênh lệch chi phí của một dự án có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, gây ra tình trạng chậm triển khai, hơn nữa điều này có thể dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao. Đối với những tác động tiêu cực, CPTPP cũng sẽ dẫn đến cạnh tranh cực kỳ cao và Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ đứng ngoài cuộc chơi nếu Việt Nam không đủ sức cạnh tranh. Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội vừa là nguy cơ. Điều này càng trở thành một thách thức lớn hơn khi công nghệ 4.0 phát triển gây nguy hiểm cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ nhóm nào không thể tự thích nghi. Đây là một vấn đề điển hình khi tham gia một hiệp định thương mại tự do. Nhưng nó sẽ được khuếch đại nếu đối tác của Việt Nam là Trung Quốc vì những vấn đề sau. Trung Quốc ngoài có lịch sử văn hóa lâu đời, di sản văn hóa đồ sộ, còn có vị trí địa lý đặc biệt bên cạnh Việt Nam, có chung đường biên giới dài 1.500 km với Việt Nam. Hội nhập có tác động lớn đến việc duy trì bản sắc và văn hóa dân tộc Việt Nam không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa xã hội. Với điều khoản trong CPTPP, quy định một trong những đối tác là Trung Quốc, quốc gia được biết đến là có liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển với nhiều quốc gia. An ninh quốc gia cần được ưu tiên, bất chấp những thỏa hiệp và nhượng bộ có thể được thực hiện bởi Trung Quốc trong giai đoạn gia nhập. Trung Quốc sẽ khó tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng coi việc tham gia CPTPP chỉ là một lời tuyên truyền. Hiện tại, Trung Quốc đang đã trình đơn xin tham gia CPTPP, một tổ chức đa phương của các nước APAC thay cho TPP. Việt Nam với tư cách là một bên ký kết hiệp ước này, hơn hết cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tận dụng các lợi ích và giảm thiểu rủi ro nếu Trung Quốc được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thuộc CPTPP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo nhé!